Okay, đang chụp cái okay, giờ được rồi. Cô Bảy đứng ra đại diện cho ba mẹ tổng ông bà, mười hai cụ bà, 13 đức thầy nay về ăn mừng này tháng cô bé Kim Khuê. Nay con xin ông bà độ phù hộ cho bé Kim Khuê mạnh khỏe ăn ngon lớn lớn. Kê nè, nhìn cái bông nè, mở miệng ra như bông như hoa, mở miệng ra biết ông biết bà, mở miệng ra kính mẹ kính cha, mở miệng ra như bông như hoa, mở miệng ra cho người thương mến, mở miệng ra chín chắn tình đời, mở miệng ra suốt đời sung sướng, mở miệng ra cười nở trong bông nè bông bông nè. Kim Khuê, trời con nó gì sao kìa. Nhìn quá ha. Nhìn quá trời nhìn. Cười đi, cười đi. Đầy bú hả? Có cái mày ăn đầy bú, có cái lưỡi đầy bú kìa. Trời, cơm hấp dẫn quá. Này không có đậu gì hết em. Không có nhát mắm keo nữa rồi. Nhát keo nữa rồi, xanh hấp nữa. Ấm quá sao? Quen thôi. Trời ơi, nhớ nhiều lắm. Xem còn có chút xíu gì nè. Không có để nước nữa. Mùi gì á? Mùi khét á chị ơi. Ừ, không mùi khét. Mùi khét khét ở đâu ạ? Mùi khét khét. Mùi khét. Có gì ta? Chai vậy, hai đẹp chai quá. Ôi trời, trời em uống nước không? Về đưa tiếp. Đưa nước em uống nha. Mau mau cho em uống nước cho tóc em giật lên ạ. Đó,
Hôm nay là sinh nhật của bé Đạt phải không? Bé Đạt được mấy tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi. Tuổi chúc được 6 tuổi rồi. Dạ hả? Con tuổi con gì biết không? Dạ. Biết tuổi con gì không? Con chó. Con chó hả? Hả? Con cũng tuổi con chó luôn hả? Dạ, chuẩn bị đi đâu? Mang dài vô đi đâu? Đúng đi đâu? Con chơi đi giống với học giờ. Mang dài giống chú vậy. Ờ, vậy hả? Con mặc áo đẹp quá ha. Cô Bảy mua cho con mà. Cô Bảy hả? Ồ, cô Bảy hay quá. Cô Bảy chọn đồ đẹp quá ha. Nữa nó bán sát chú xong không thấy nữa. Vậy à? Cười đi nào. Hả? Cười lên. Cười ớ nó đẹp kia chưa. Ăn ngon vậy á, năm sau hỏi chứ ba về không nhỉ. Let's talk. No. Nói gì đi. Bữa nay sinh nhật của con. Đúng. Sinh nhật của con. Chúc là tối chúc 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 là con 6 tuổi. À, con 6 tuổi. Bây giờ con 6 tuổi. 6 tuổi là mấy ngón tay đâu? Dạ. À, rất đúng. 5 là. À, đúng. 10. 10. Bữa nay con 5 tuổi. Là chút nữa tối. Bây giờ bác tuổi kìa. Bác nhanh lên bác. Nhanh lên bác. Quay quay chờ. Ok. Go ahead. 1, 2, 3. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Donnie. Happy birthday to you. Yeah, right. Happy birthday to you. Happy birthday to Donnie. Happy birthday to you. Yeah. Sinh nhật. Chúc Donnie sao? Chúc Donnie sinh nhật vui vẻ. Ờ, giỏi quá, cảm ơn bạn. Cảm ơn. Bé Đạt nó xong sáo à. Nó lành à. Ai gần nuôi sấy cậu. Tôi cũng có ra làm hai bác sĩ rồi. Đi chơi đó, có nha. Cứ chơi nhìn chút. No. Con thấy chưa? Con thấy. Chờ thôi thì chờ. Quay, chú đang quay. Có sao không? Are you okay? Hello. Limit tea.
Rồi dựng xe lên chạy lại, làm lại, dựng xe lên chạy làm lại. Từ từ con, để té vô đồ hết á. Đấy. Cốp cốp giống nghe giống chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp chặt em. Rồi con hứa ba mẹ làm sao? Đừng có móc mũi. Con hứa ba mẹ làm sao? Không mơ. Ngoan. Cố lên. Con hứa ba mẹ làm sao? Đúng. Hứa là học giỏi ngoan không? Học giỏi ba. Hả? Học giỏi ngoan. Ngoan không? Ngoan. Nó có tiếng là tiếng nữa của con kìa. Ok. Thôi, giờ con thổi đèn đi. Đèn
hát trước kia. Ok, hát hát bé Hồng hát với cái Đạt đi. Rồi. 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to me. 2 3. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Not the dad. Ok, để đơn này hát của mình đi. Rồi. Happy birthday to me. Happy birthday to Donnie. Happy birthday for happy face today. Happy birthday to ya. Hay quá, vỗ tay. Rồi, ok. This is the kind of legacy I try. Right. Hong Kong forever. To Hong Kong. Tháng con mà nãy giờ không có quay con gì hết á. Đây nè, Tiffany. Khoe à. Ê dạ. Nó ngoan, nó đánh ngoan ghê. Đầy tháng nè, bữa nay là đúng ngày đầy tháng luôn đó. Wow. Okay. Happy birthday. Woo. Ooh. Con này chơi pháo rồi, lấy pháo chơi kìa. Trời, đâu mới mãi chuyện trọng như vậy. Trời, 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 trời
sao rồi? Lên đèn. Anh ngồi cho ngồi đi. Có hai cây đèn nè, đèn được đèn cái. Đi vô chưa? Dạ. Con, có hai cây đèn rồi nè. Con này đâu? Dạ. Con này kìa, đây đây. Đi đi đi. Trời ơi, đổi cái nón vô nè. Bỏ ngoài sân đó Trinh. Rồi nóng. Đúng rồi, đây đây. Chưa, còn ai lên sao không? Tay lên tay. Rồi, lên lên sao không? Lên lên. Còn nhiều ghế mà, đủ ghế mà, lên hết đi. Đi bố lý do luôn. Hôm nay mời Dương, mấy anh, mấy chị, mấy bạn, các bạn tới đây để dự trước tiên là đầy tháng con bé Kim Khuê. Tiếng Anh đó là Tiffany. Còn sau nữa là đúng ra thì Tony là tới 3 tây tháng 5 mới sinh nhật. Nhưng mà thôi kệ hai anh em nó làm chung, mà tại 10 ngày nữa là mình phải làm nữa rồi mất công rồi. Dạ, làm chung một. Đó. Thì hôm nay là đây là bé Kim Khuê, trình diện trình làng đầy tháng. Và Tony là hôm nay là 6 tuổi. Hôm nay con được 6 tuổi rồi đó. Cảm ơn bà, ông bà, bà với lại cô chú. Đã đến. Ôi trời. Con nói tiếng Việt đi. Cảm ơn ông. Ông Út kìa. Cảm ơn cô chú bác tới dự sinh nhật với lại đầy tháng của con với em con. Tới dự sinh nhật và đầy tháng của em con. Con cảm ơn nhiều. Rồi còn bà Út nữa kìa, bà Út không có lên hả bà Út? Rồi tới giờ mời con Út được rồi. Rồi mời Dưỡng, mời anh chị. Rồi cũng một nữa nha. Đừng nói lấy hơi nha. Con chưa dám lấy hơi. Đừng nói lấy hơi. Hai người có lấy hơi chưa nè? Muốn gái hay con trai? Có hai đủ hai. Thôi nãy quên chụp cái hình đó ta. Ông Long làm giùm cái ông Long. Bóp đó đi ơi. Hello, chị Tiên.
Đây là Dân, anh của cô Hiền nãy á. Không có chơi nước, không có chơi nước. Donny chơi á hả? Donny, con không có mở nước nghe không?
Bố quay con rồi chú. Tiếng con chơi vậy? Tiếng con thầy ăn. Để tháng con mà không quay con nhé, đi quay ai không à? Hello, con say hi đi. Bé An kìa, bé nè, bé An cũng vậy nữa nè, bé An là birthday nè, bé An nè. Hello bé An, hello đi con. Hello đi con. Rồi nó birthday nó hả, 23 luôn á hả? 24 hả? Giờ hát đi anh. Sao cục này còn cục nào nữa không cậu? Chưa biết.
giấc mơ buồn. Một giấc mơ buồn. Một giấc mơ buồn. Người đang ăn rồi, người đang ăn rồi. Một giấc mơ buồn. Một giấc mơ buồn. Một giấc mơ buồn. Lời nói đầu chỉ là lời đánh cho nhau, làm trái tim ngoài đau. Một giấc mơ buồn. Một giấc mơ buồn. Người đã quên rồi, người đã xa rồi. Một giấc mơ buồn. Một giấc mơ buồn. Và đây kết thúc chương trình hôm nay. Trung tâm Body Body xin lời bằng trẻ và quý vị lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất. Và đêm nay là sinh nhật của Donny. Quý xin thay mặt quý anh chị và các bạn xin chúc cho Donny happy birthday. Và cháu gì? Tiffany. Sức khỏe dồi dào, cháu lớn và lớn lên á, chị tiết đẹp sao á là bé đẹp chị được rồi. Có phải không quý vị? Vỗ tay cả. Mà mình muốn dù lòng nhiều đến đâu, yêu em từ lâu. Tôi chỉ thấy nơi mà rằng lòng đừng nói ra, nghe con tim yêu luôn tìm xa chân ngắn. Sợ lòng tha nhân. Em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra. Mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhớ đến đâu, yêu nhạt và lâu. Điện đã quen. Ồ, để đây rước mà. Yêu Trang từ lâu. Vỗ tay quý vị. Đây nè con. Hôm nay Tiffany được 1 tháng 2 ngày rồi. Đó, lên được 3 pound. Sáng đi cân là 11 pound 6. Lúc mới sinh ra thì là 18 pound 6, giờ là 11 pound 6, lên 3 pound rồi hả con á? Hello. Rồi con say hello đi. Hello. Hello, hello đi con. Hello everyone. Say hi đi, con say hi đi. Tita, Tita, Tita. Hey, khóc xấu nè. Tita, Tita. Hello. Say hi đi con. Hello. Kim Khuê. Đây nè, đây nè. Hello. Con đang làm gì đó?
hả? Cẩm hả? Hôm nay mẹ nó nói bấm lỗ tai con mà chưa đi hả? Sợ con đau hả? Chưa đi bấm lỗ tai cho con đó. Chưa đeo bông cho con á, sợ con đau hả con? Phải không? Hả? À. Để vào. Ừ. Lô. Lô. Lô Tiffany. Danny đang làm gì đó? Làm tàu hả? Cái này ở đâu con có vậy? Chú Thiên cho con, tặng cho con quà. Tặng quà hả? À, tại sao tặng quà? Làm gì tặng quà? Mấy tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi hả? Dạ. Happy birthday đi. Happy birthday con. Happy birthday của con hả? Dạ. Chú tặng quà cho con hả? Dạ. Rồi chú Sáu tặng con cái gì? DVD. Nói lớn lên chú Sáu tặng con cái gì? DVD. DVD hả? Dạ. Máy DVD á hả? Dạ. Con có thích không? Dạ thích. Con nói cảm ơn chú Sáu tặng đi máy DVD cho con. Ngó lên nói chú Sáu nè. Nói đi, cảm ơn chú Sáu. Cảm ơn chú Sáu. Cảm ơn chú Sáu làm sao? Chú Sáu mua tặng cho con máy DVD, happy birthday con. Happy birthday con. Cặp ngước đầu lên đàng hoàng nè. Nhìn nè, nhìn chú Sáu kìa. Say hi chú Sáu đi, thank you chú Sáu. Giờ con lớn rồi đâu, con đứng dậy coi, con bị lớn rồi. Đứng dậy coi coi. Wow, con lớn rồi đó hả? Đến coi. Đến coi ba, qua lại coi. Con đứng xích ra. Wow, lớn chưa? Thấy lớn không? Wow, you got a muscle ha. Ok. Ừ, để con sắp hình đó hả? Dạ. Con sắp hình mấy cái này phải không? Dạ. Nè, ba nè. Nè, nến. Ồ, nằm đây mình khóc hả con? Ồ, không ai coi con hết hả? Ừ, mở mắt ra đi con, ngó nè. Hello bà hai đi. Hello bà hai. Ok. Thôi nít.